Trẻ em đủ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe máy dưới 50 phân khối, từ 18 tuổi trở lên và có bằng lái xe mô tô phù hợp mới đủ điều kiện điều khiển xe máy trên 50 phân khối tham gia giao thông. Đó là những nội dung được quy định tại luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một bộ phận không nhỏ các phụ huynh đã không thực hiện đúng các quy định nêu trên, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông mà không lường được hậu quả có thể xảy ra. Nguyễn Văn Dũng sinh năm 2007 ở Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Vĩnh Yên lập biên bản xử lý về các hành vi điều khiển xe máy không gắn biển số, không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, tự ý thay đổi pô xe, không chấp hành tín hiệu của đèn điều khiển giao thông và không có giấy phép lái xe. Lúc đấy là vượt đèn đỏ là thấy mấy chú công an đứng bên đường, sợ bị bắt xe thì đóng đi. Tôi thấy về hành vi của tôi là sai, từ sau tôi không tái phạm như thế nữa. Đáng chú ý, chiếc xe Nguyễn Văn Dũng điều khiển là của mẹ Dũng mua cho con, mặc dù Dũng chưa đủ 18 tuổi nên cũng chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Người mẹ tự nhận bản thân không hiểu biết về pháp luật nên chỉ nghĩ đơn giản con biết lái xe thì mua phương tiện để cho con thuận lợi trong việc đi làm. Các chú công an mới gọi tôi lên làm biên bản là con tôi vượt đèn đỏ và không đội mũ, thì trong khi đấy tôi cũng biết là một người mẹ đã mua xe cho con quá sai lầm trong khi con chưa đủ tuổi ạ. Thực tế cho thấy có trường hợp một số phụ huynh không hiểu rõ quy định của pháp luật trong vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều người mặc dù nắm rất chắc quy định của pháp luật, biết rõ con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nhưng vẫn chủ quan giao xe cho con. Tôi thấy là bây giờ hiện trạng là để cho tuổi thanh thiếu niên mà chưa đủ tuổi đi xe quá phân phối rất là nhiều ạ. Mà cái đấy phải quán triệt là từ bố mẹ cho đến nhà trường là phải quán triệt luôn cái mảng đấy ạ. Vì thấy các cháu ra ngoài đường đi lượn lách đông lắm, bởi vì rất là ảnh hưởng. Thứ nhất là ảnh hưởng đến các cháu mà ngãi ra đường thì các cháu cũng khổ, bố mẹ cũng khổ, mà ảnh hưởng đến người khác nữa. Theo quy định của pháp luật thì đối với những cái hành vi mà xử phạt đối với người giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Thì ở đây lực lượng chức năng sẽ phạt ở cái khung 1 triệu tư đối với người giao xe cho người không đủ điều kiện. Ngoài ra đối với những cái trường hợp mà các em học sinh điều khiển xe mà gây tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện. Những năm qua, tình hình tai nạn giao thông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, thời gian gần đây nổi lên thực trạng các thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Vì vậy, mỗi gia đình cần phải hết sức nghiêm khắc trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, tuyệt đối không cho phép con điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện cho phép theo quy định của pháp luật.